Chào mừng đại gia đình chúng ta trở lại với kênh video Đức Phúc Trần. Kính thưa đại gia đình, hiện tại Đức Phúc Trần tôi đang đứng ở khu vực của Khê Gà của La Ghi Bình Thuận. Và khi đến đây thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng đồng hành với Đức Phúc Trần tôi. Chúng ta sẽ tham quan một ngọn hải đăng mà có tuổi thọ rất là cổ xưa của khu vực Đông Nam Á, cũng như là một trong những cái ngọn hải đăng và cao nhất của khu vực. Đại gia đình thân mến, khi mà đến với địa danh của Khê Gà thì chúng ta có những cái cung đường chúng ta đi. Ở đây thì nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 180 cây số. Khi mà chúng ta đi theo đường quốc lộ 1A đến khu vực của Tà Cú hay là Hàm Tân vân vân, thì từ đó chúng ta rẽ tay phải vô để chúng ta đến với địa danh Khê Gà này. Ngoài ra thì chúng ta có thể đi từ ở Vũng Tàu ra, từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu, chúng ta sẽ đi qua đến khu vực của Long Hải, Long Hải rồi chúng ta đi đến với Hồ Cốc, Bình Châu vân vân, thì từ đó chúng ta theo quốc lộ 55 để chúng ta qua các khu vực Khê Gà này. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đi từ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chúng ta đi cách đây khoảng 60 cây số từ Phan Thiết, Bình Thuận, chúng ta đi vô đây. Thì ngay khu vực Khê Gà này, cái vị trí mà chúng ta đến đó là cái khu vực của tỉnh lộ 719 để chúng ta đến với khu vực Khê Gà này. Đây chúng ta thấy xa xa đó là ngọn hải đăng Khê Gà. Thưa với đại gia đình là về cái tên gọi là Khê Gà hay là Khe Gà là một. Sở dĩ ở đây gọi là Khê Gà là bởi vì người ta dân cho biết rằng là khu vực này thì nằm cách đất liền đây, qua bên kia cái đảo đó, đảo Hòn Bà, để đưa du khách tham quan ngọn hải đăng. Cái đảo đó trước đây nó nhìn giống như là cái mỏ của con gà, và trên đó cũng có một cái đàn gà rừng nhiều màu sắc sinh sống trên đó, nên người ta gọi là cái khu vực đảo gà, và từ đó người ta gọi là Khê Gà. Còn Khe Gà là bởi vì ở đây nó có một cái khe nước, khe suối đó, cho nên từ đó người ta cũng đặt tên là Khe Gà. Như vậy thì cái Khe Gà hay Khê Gà thì nó cũng là điều đúng hết, đều là một. Khi mà chúng ta đến đây, chúng ta muốn qua tham quan ngọn hải đăng thì đây là có những dịch vụ của người dân địa phương thôi, chứ không phải là của nhà nước kinh doanh. Thì trước đây là chúng ta đi bằng thuyền thúng qua bên kia, nhưng mà hiện tại bây giờ thì người dân ở đây người ta làm dịch vụ cũng rất là tốt, là người ta cũng có, ngoài thuyền thúng ra thì người ta cũng có những cái chiếc tàu, cano, thuyền vân vân để đưa mình sang bên đó. Thuyền thúng thì đi mỗi chiếc thuyền thúng vậy được khoảng 3-4 người. Còn thuyền ở đây thì có thuyền chở được 10 người, có thuyền chở được 15 người, có thuyền chở được 20 người, có thuyền chở được 25 người hoặc 30 người. Và tất cả đều có áo phao. Đây chúng ta thấy đây có bến thuyền để tập trung du khách đến và đi thuyền bên kia. Rồi. Thì ở đây mình phải thuê dịch vụ của người dân địa phương. Sau khi đã có áo phao, mình xuống thuyền sẽ chở mình qua bên kia. Như chúng ta thấy là cái bên cái Khe Gà, Khê Gà này đó thì nằm cách đất liền đó, thì nó khoảng 200m thôi, cũng ngắn thôi, để qua cái đảo Hòn Bà đó. Tuy nhiên là chúng ta phải đi cái dịch vụ này qua bên đó, vậy mình phải thuê một cái dịch vụ đầu tiên của người dân địa phương ở đây. Sau đó thì qua bên kia chúng ta phải mua một cái vé tham quan nữa của cái ngọn hải đăng bên đó. Chính vì thế là ở đây chúng ta sẽ tốn phí hai lần nha. Đây là những cái thuyền thống, thuyền chài của người dân đánh bắt gần bờ. Quang cảnh ở đây rất là đẹp, với những cái hòn đá treo leo trong trên như thế này, nên chụp vô hình thì rất là nghệ thuật. Quá đẹp rất là đẹp, biển trong xanh. Bên kia đó là ngọn hải đăng, họ gọi là hải đăng Khê Gà hay là hải đăng Khe Gà.
Rồi, let's go. Như thế thì chúng ta sẽ đến với thuyền của những người dân địa phương này. Họ sẽ trung chuyển chúng ta qua bên kia. Đây là bờ. Và đối diện với bên kia đó là ngọn hải đăng Kê Gà. Như thế thì chúng ta di chuyển cũng khoảng 10 phút bằng thuyền này để chúng ta qua đến vị trí bên kia. Kính thưa đại gia đình, thì như chúng ta biết rằng là những video trước, Đức Phước Trần tôi đã có dịp đưa chúng ta đến với một vài ngọn hải đăng trên đất nước Việt Nam ta. Và hôm nay có dịp đến với khu vực của La Ghi, Bình Thuận. Và có dịp đưa đại gia đình chúng ta đi tham quan ngọn hải đăng Kê Gà. Đây là một trong 98 ngọn hải đăng dọc trên đường ven biển của đất nước Việt Nam ta. Từ khu vực của Móng Cái, Quảng Ninh và kết thúc ở Cà Mau, rồi dòng tới Hà Tiên ở tỉnh Kiên Giang. Thì chúng ta có khoảng 98 ngọn hải đăng. Tuy nhiên trong 98 ngọn hải đăng này thì có khoảng 10 ngọn hải đăng là có tuổi đọ trên 100 tuổi, tức là được coi là ngọn hải đăng cổ. Thì ngọn hải đăng Kê Gà này là một trong 10 ngọn hải đăng cổ đó. Nên đây là được chúng ta chuẩn bị tham quan cái ngọn hải đăng coi như là cổ nhất của khu vực Đông Nam Á và là cao nhất của khu vực. Đây là cái khu vực có thể đi cũng ngắn thôi, không xa lắm. Nhưng tuy nhiên là chúng ta qua đây chúng ta phải mặc áo phao, bởi vì chúng ta đang đi ở khu vực này, khu vực biển. Cũng có gió, sóng lớn, cho nên là cũng nguy hiểm khi mà có sóng to gió lớn. Nên là khi qua đây chúng ta cần phải mặc áo phao vô. Đây, như vài phút di chuyển thì chúng ta đã tới khu vực này. Và trên kia đó là ngọn hải đăng Kê Gà. Bây giờ thì Đức Phước Trần tôi đã qua đến bên khu vực của đảo Hòn Bà, nơi mà có ngọn hải đăng Kê Gà. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta nhìn ngược lại trên đất liền thì chúng ta thấy có một cái resort đang được xây dựng ở đây. Đây là cái resort của Biển Đá Vàng, cũng một cái doanh nghiệp tư nhân người ta đầu tư ở đây. Cho nên sắp tới chúng ta sẽ thấy được một cái resort rất là khang trang ở khu vực này. Còn hiện tại bây giờ thì chỉ có những cái khu vực liều như thế này thôi. Những cái nhà nghỉ của những người dân địa phương người ta dựng nên, người ta kinh doanh và du lịch. Và cũng như là có những cái lều trại người ta bán hải sản, kinh doanh về biển khu vực này, ở khu vực biển Kê Gà này. Còn bây giờ thì chúng ta chính thức tham quan cái ngọn hải đăng, được coi là ngọn hải đăng cổ nhất của khu vực Đông Á và cao nhất của khu vực. Thưa với đại gia đình rằng là cái ngọn hải đăng này thì do kiến trúc sư người Pháp tên là Chanavat
thiết kế vào tháng 2 năm 1897, và sau 2 năm thì năm 1899 thì đưa vào hoạt động cho đến ngày hôm nay. Đây là nó nằm ở khu vực của đảo Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, cách đất liền ở đây thì như Đức Phú Trần tôi vừa nhìn thấy đó thì nó khoảng chừng 200 mét trở lại thôi. Đây. Đường đi nó khá là treo leo. Đây là đường tự phát lên. Này treo leo quá vậy. Bây giờ xuống đường này đi cho nó bớt treo leo. Yes. Ok. Có đường đi đây, có đường đi đây. Đi đây quá tuyệt vời ạ, quá đẹp luôn. Quá đẹp. Có những tảng đá như đây, nhìn thấy được ngọn hải đăng. Và chúng ta cũng biết rằng là theo những ngành hàng hải thì cho rằng là đây là cái vị trí hiểm yếu khi mà đi từ biển Bình Thuận đi Vũng Tàu hay là ngược lại. Vì thế mà ở nhiều thế kỷ trước, những cái thuyền buôn của quốc tế qua đây thường bị đắm do không có xác định được tọa độ vị trí. Chính vì thế là cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì để đáp ứng được nhu cầu đi lại của hàng hải, của ngành hàng hải cũng như là những cái tàu của chiến hạm của Pháp và những cái tàu buôn của quốc tế, nên người Pháp đã thiết kế và xây dựng cái ngọn hải đăng này. Và khi mà họ xây dựng đây thì góp phần quan trọng cho cái nhu cầu đi lại của ngành hàng hải. Thuyền lớn thì hiện nay thì chúng ta biết rằng với hiện nay công nghệ phát triển cho nên là những thuyền lớn thì họ đã có la bàn vân vân, nhưng mà đối với ngọn hải đăng này thì nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng, chứ không bị lãng phí, bởi vì ở đây nó cũng góp ích rất là nhiều cho ngành hàng hải khi những cái thuyền đánh bắt gần bờ hay là những cái thuyền người ta xác định được vị trí tọa độ khi mà qua khu vực vùng biển này. Rồi, bây giờ xin mời đại diện chúng ta cùng đồng hành với Đức Phú Trần tôi, chúng ta sẽ lên tham quan ngọn hải đăng nha. Vị trí đây rất là đẹp ạ. Quá tuyệt vời thưa với đại gia đình.